Dòng tam sợi thứ nhất, mẹ chồng tự ý lấy vàng cưới của con dâu cho con gái. Vợ chồng tôi phối hợp ăn ý, lấy lại tất cả. Bị phát hiện, mẹ chồng còn tỉnh bơ nói với vợ chồng tôi rằng là người nhà thì so đo tính toán làm gì. Tôi không dùng thì nên đưa cho con gái bà dùng. Chi tiết của dòng tâm sự ra sao, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Trước khi lấy chồng, tôi cứ nghĩ cuộc đời này toàn màu hồng. Thời buổi nào rồi mà mẹ chồng còn khe khắt với con dâu. Chính vì vậy, trước khi cưới, chồng bảo sẽ ở chung với bố mẹ anh, mà tôi chẳng hề lo lắng gì cả. Lúc đầu mới về làm dâu, tôi hay mua quần áo cho mẹ chồng. Thấy mẹ chồng còn trẻ trung và thích làm đẹp, nên tôi còn mua cả một bộ mỹ phẩm đắt tiền cho mẹ. Mỗi tháng, hai vợ chồng cũng rất biết điều, gửi tiền biểu cho bà. Tôi cũng luôn nghĩ, chỉ cần mình đối đãi chân thành với bố mẹ chồng, thì mình cũng sẽ nhận về sự chân thành. Thế nhưng, tôi đã lầm. Mẹ chồng tôi không biết thế nào là đủ, nên dần dần giữa mẹ chồng và nàng dâu có khá nhiều mâu thuẫn. Không những như vậy, bà còn là người rất tự tiện, không biết phải trái đúng sai. Tôi cứ cảm giác trước và sau khi tôi gả vào nhà này làm dâu, mẹ chồng là hai người hoàn toàn khác nhau. Hoặc có lẽ là do sau đám cưới, mẹ chồng đòi giữ vàng cưới, nhưng tôi kiên quyết không đưa, nên bà mới đối xử với con dâu chẳng chút kiêng nể như vậy. Hai vợ chồng tôi đương nhiên là có phòng riêng, nhưng nghĩ đó là nhà mình nên không bao giờ tôi đóng cửa. Thế nhưng, có mấy hôm đi làm về, tôi phát hiện phòng mình có dấu hiệu bị lục lọi. Có lần tôi mất cái váy mới mua còn chưa kịp mặc, vẫn còn nguyên nhãn mác. Có lần thì mất thỏi son. Vì không biết ai đã lẻn vào phòng hai vợ chồng, nên tôi đã âm thầm lắp camera mini theo dõi. Đồng thời, tôi cũng khóa cửa phòng cẩn thận. Không ngờ, lần đó vô tình mở camera lên xem, tôi phát hiện mẹ chồng đang lục lọi trong phòng tôi. Bà vừa lục lọi vừa mắng con dâu. Qua camera, tôi nghe rõ những lời khó nghe của bà. Dâu với chả con, suốt ngày chỉ biết tiêu xài phung phí, không biết tiết kiệm gì cả. Mua đủ thứ váy vóc quần áo, nhưng chẳng mua cho mẹ chồng hoặc em chồng được cái gì đó tử tế. Tức tối, ngay tối ngày hôm đó, tôi đã nói chuyện này với chồng, để anh nói chuyện riêng với mẹ. Ban đầu bà còn từ chối, nhưng khi anh bảo trong phòng có lắp camera, thì bà mới chịu thừa nhận rằng mình đã tự ý vào phòng các con. Hai đứa đi làm tối ngày, mẹ chỉ vào giúp hai đứa dọn dẹp phòng ốc và sắp xếp đồ đạc gọn gàng mà thôi. Biết rằng mẹ chồng chỉ đang chữa cháy, nhưng chồng tôi cũng không nói gì nữa, và anh đòi luôn chìa khóa dự phòng. Những ngày sau đó, hễ đi ra khỏi nhà là hai vợ chồng tôi khóa cửa phòng lại. Mẹ chồng thấy như thế thì tức lắm. Có lần bà còn mỉa mai: gớm, người ngoài không phòng lại đi đề phòng người nhà. Mình có ý tốt dọn dẹp phòng cho tụi nó, nào ngờ lại bị coi là kẻ trộm. Còn với chả cái. Mỗi lần mẹ chồng nói móc mỉa như thế, tôi đều im lặng cho qua chuyện. Tránh mẹ con cãi vã, người ngoài nhìn vào họ lại cười cho. Và rồi cách đây hơn một tuần, hai vợ chồng tôi ra ngoài ăn tiệc. Vì đi gấp quá nên quên phá cửa tủ và cửa phòng. Không ngờ mẹ chồng phát hiện ra sơ hở, liền lẻn vào phòng của tôi lục lọi, lấy chiếc lắc tay và chiếc nhẫn vàng của tôi cho em chồng. Khi tôi hỏi, mẹ chồng đáp tỉnh bơ: mẹ thấy con không dùng nên mới đưa cho em nó dùng. Người một nhà sao phải tính toán chi ly với nhau hả con? Tôi tức lắm, muốn làm to chuyện lên, nhưng suy nghĩ lại nên thôi. Thay vào đó, tôi bàn với chồng một kế hoạch khác để bà trả vàng lại cho hai vợ chồng tôi. Chẳng là hôm đó, nhân lúc mẹ chồng đi vắng, tôi nhờ chồng mở tủ lấy hết vàng của mẹ đem đi giấu. Đến khi phát hiện ra mất vàng, mẹ chồng lo sốt vó, gào thét ầm ĩ cả lên. Đến lúc này thì tôi tỉnh bơ đáp lại: không có trộm nào vào nhà lấy đâu mẹ à. Con thấy mẹ không dùng đến mà hai vợ chồng con đang kẹt tiền,
nên chúng con đã mang đi bán rồi. Chúng ta là người một nhà, con chắc mẹ sẽ không để bụng hay tính toán với chúng con số vàng đó đâu mẹ nhỉ. Mẹ chồng tức lắm, mắng tôi là kẻ ăn cắp, rồi nằm lăn ra đất ăn vạ, bắt hai vợ chồng tôi phải trả lại vàng cho bà. Chồng tôi đứng bên cạnh cũng không kiêng nể gì mà anh nói thẳng: mẹ tự ý lấy vàng của chúng con đem cho em, vậy mẹ cũng chính là kẻ cắp rồi còn gì. Giờ đây mẹ đòi tính toán, thì chừng nào mẹ trả vàng lại cho vợ con thì con sẽ trả vàng lại cho mẹ. Bà trách con trai có vợ nên không coi mẹ ra gì. Nhưng cuối cùng vì xót của, bà đành phải đi lấy vàng để trả hết cho chúng tôi. Sau chuyện này, chồng tôi cũng xin phép ra ngoài thuê phòng trọ ở luôn. Chứ ở chung mà đề phòng nhau như thế này thì thật sự quá mệt mỏi. Dòng tâm sự thứ hai, xem camera, tôi đau lòng khi chứng kiến cảnh mẹ ăn cơm bên hai tấm ảnh thờ. Ở công ty, tôi mở camera lên quan sát, xem thử mẹ đang làm gì ở quê. Nhìn cảnh bà ăn cơm, hai bên đặt hai tấm ảnh thờ mà nước mắt tôi rơi lã chả. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã cố gắng xin việc ở quê nhưng vẫn không tìm được công việc đúng với chuyên ngành. Thời gian sau đó, tôi đã suy nghĩ và trăn trở nhiều lắm. Ở thành phố, cách quê 400 km, có một công ty nước ngoài gọi tôi đi làm với mức lương rất cao. Thế nhưng tôi không nỡ để mẹ ở quê một mình. Bố và anh trai tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Ngày đó là ngày đau khổ và ám ảnh nhất với mẹ con tôi, khi cùng một lúc mất đi hai người thân duy nhất trong cuộc đời. Nhất là anh trai tôi, anh mất khi tuổi đời còn chưa tròn 20, còn chưa kịp lấy vợ sinh con. Phải mất mấy năm sau đó, mẹ con tôi mới có thể nở nụ cười bình thản sau bất hạnh ấy. Giờ đây, nếu như tôi rời bỏ mẹ để đi làm, thì bà chẳng còn ai bên cạnh. Tôi thật sự không yên tâm và càng không đành lòng, nên tôi đã định treo bằng để đi làm công nhân. Nhưng khi mẹ biết chuyện, bà đã động viên và khuyên tôi nên đi làm. Mẹ khẳng định mẹ sống một mình vẫn rất ổn, chỉ cần tôi thường xuyên gọi điện về cho bà là được. Được sự khích lệ của mẹ, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để nhận công việc này. Và cứ như vậy đã 3 năm trôi qua, tôi chỉ về thăm mẹ vào những dịp lễ Tết. Còn lại, tôi bám trụ ở công ty. Tôi làm việc rất nhiều để kiếm tiền. Đầu năm nay, tôi đã xây xong cho mẹ một căn nhà và lúc đó tôi cũng đã cạn tiền. Tôi muốn lắp camera mà không có tiền để lắp. Tháng trước, tôi vừa mới trả xong hết nợ và dư ra được một khoản nhờ tiền thưởng. Tôi gọi điện cho anh thợ lắp camera ở xóm, kêu anh ấy lắp đặt 4 cái trong nhà mình. Trưa nay, trong lúc nghỉ trưa, tôi mở camera lên xem thử mẹ đang làm gì. Và bất ngờ, tôi thấy bà đang ngồi ăn cơm, dù lúc đó đã hơn 11 giờ trưa. Tôi càng đau lòng hơn khi bà xới đến 3 bát cơm. Một bát là bà ăn, hai bát còn lại thì đặt trước hai tấm ảnh thờ của bố và anh trai tôi. Nhìn cảnh đó, tim tôi thắt lại, đau đến xé lòng. Nước mắt tôi rơi lã chả vì thương mẹ. Tôi gọi video về cho mẹ, bà mừng lắm, kể hết chuyện này đến chuyện kia cho tôi nghe, nhưng không ngừng dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe. Khi nói chuyện với mẹ, tôi cố nén nước mắt để bà không phải lo lắng. Nhưng hình ảnh mẹ ăn cơm với hai tấm ảnh thờ cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi có nên từ bỏ tất cả để về với mẹ hay không? Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!